Chào mọi người, thì bây giờ em đang có mặt ở đầu cồn của biển Thâm Sơn nhé. Thì bây giờ có các bác với lại có các cô đang đi nạo ngao, có bà đang đi nạo ngao. Bà nạo được nhiều chứ bà? Thôi ra nạo đây thôi cho nó an toàn. Đúng rồi, nó kinh lắm. Cháu đi ngạch đánh cá mà. Vâng. Nước lên mãi muộn nó mới lên. Vâng. Có video. Có ngay một cái video chứ. Chứ có kéo thử không à? Bà cho mượn kéo đi. Đấy, được con ngao rồi. Ngao dã nó kéo hết rồi còn đâu bà. Dã nó kéo vào sát bờ vậy có. Sạch đấy chứ không phải ngao. Ngao quá tuyệt vời. Bà đi bộ ra đây à? À bà trong đây ra đấy nhé. Đi nào bao năm là còn cò hỏi thế này thích ngao. Đây đi đi khách du lịch chứ. Du lịch đâu bà? Khổ nha. Nó cứ chụp ảnh có đi nạo vầy khổ. Họ cười chứ. Sao ai cười bà nó ai cười? Bà muốn người ta đi ăn đi, người ta ngủ nhà chơi. Vậy cháu hỏi bà nhá. Vậy không có người đi nạo giống như bà cháu mình vậy thì lấy cái gì mà bỏ mồm? Thì vậy nên họ có họ cười chứ. Cháu nói bà nè. Cháu cũng là thằng đi nạo. Đây. Cháu nói thật bà, cháu cũng là thằng đi nạo. Đúng rồi, nhà cháu truyền thống ba đời đi nạo ấy. Ngày trước ta đi chồng cũng là có phải không? Lấy chồng đi dân đi lùi. Bà biết còn thiếu không? Cháu không biết vào làng không? Không. Không. Cháu có biết đâu. Bây không biết. Các bà thì già mấy lớn lên. Không. Thì bà. Không. Bà có hay nạo với Hoàng Hoa không? Không. Không đúng không? Đấy vậy nên bà không gặp cháu nạo với nó suốt. Đây. Cháu báo cáo với bà thì cháu là con nhà Thanh Vệ ở dưới sông Cường. Cháu ngoại của ông Vũ Như Phiên ở trên sông Quang. Vậy cho nên thì tiếng với những chúng ta khi mà không biết là bây ở đâu trò bây đâu. Cháu bà thả bà biết đâu? Bà thả bà biết đâu? Con này cháu bà thả. Tao giáo hơi giống chúng con thành kia lên. Đúng rồi, luôn lại thì vậy cho nên bà không nói thoáng lại cứ bi cười cho lẽ bà này đúng sao mà chị. Cái thằng này có vợ hay chưa? Dạ vợ. Thằng kia mới chưa có. À nó, cái thằng kia đang yêu con xấu rồi. Đúng à, bà nắm bắt thông tin ác à. Ba đi chơi con này xấu rồi nhé, em có tội đâu. À vậy bà. Có tội là thương mẹ có đi mà nhớ đúng sao tội. Nó bố à. Thì bây giờ số phận nó vậy sao được mà. Chị đang anh em nắm bắt được ai chứ con. À mày con là Thanh Vệ đâu đây. Vâng à. Thì mẹ cháu đi nạo đây mà mẹ cháu. Đi nạo chứ thì quanh năm mẹ mày. Thời gian bố mày không đi với mẹ mày. Cháu không đi. Mẹ. Vâng à. Thằng này có vợ chứ đấy. Cháu có vợ rồi. À mẹ. Cháu lấy vợ đâu đây. Cháu lấy cháu ông Thiện Đính. Mẹ. Đợi. Ờ thì cháu Thiện Đính lẫn kêu cho ông bà. Thì vậy. Thì cháu lấy cháu Thiện Đính cho nói thật đi. Lấy con đồng chính, chính. Lấy con đồng chính đúng đấy. À vậy à. Vậy bây giờ đi lưới đi chài cứ đi ra vì thế à.
Đâu đi ra ngày chế với bà còn cháu. Ai bà? Vợ mày. Vợ cháu thì nó sang bên bà vậy nó bán hàng vớ vẩn với lại nó chạy ít quần áo. Bây xong trường khi mà dạ. Thằng này không quen khi mà tụi là bà đi ra có nhận có biết được đứa nào đâu. Mắt những gì tôi tin mà. Anh chú làm nghề cạn á chứ con nhà bích này. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhà bích thế. Chú làm nghề cạn hôm nay ngày đi ra ngày tí vậy. Ờ thì anh dạ. Em đi ra chơi thứ sáng ra chơi để như vậy. Tôi có bà bích cho tôi đi trước đấy. Vâng, nó vất vả lắm mà cháu thật. Nó phải nó ở chỗ này. Nó đi chỗ tình con đại của phải bà biết. Còn vậy đấy. Cháu động đình giờ bắt đầu con đi thì về thì cuối cùng nó phải thu cho nó tiền. Nếu mấy đứa khác có cái con này nó có vợ nó bỏ nó có vị vợ nó chứ. Nó đau mình lung ba lung bốn vậy. Chán. Cho nên chỉ nó chạy vậy. Vâng, cháu thằng lớn. Lớn nhỏ thì lúc nhỏ thì cũng ăn chơi cũng mệt lắm. Đâu, cháu ăn. Cháu có ăn chơi gì đâu? Ngày chạy. Ngày đâu? Không ngày có thằng nhỏ đâu ngày tới cháu có ngày tới mẹ thì vậy đấy cháu từ nhỏ lớn chả biết đánh nhau đánh giết rồi bố cháu bị gút với lại bị tiểu đường có làm nó đâu mà bye bye mọi người nha.